Ngày hôm nay em sẽ làm món ăn cho nhân viên thi buổi chiều, đó chính là nấu súp ăn nuôi. Thì ngày hôm nay thì em sẽ làm theo cái cách của em để nấu ăn ở nhà nha. Còn nếu mà mọi người làm cái cách nào thì mọi người cứ làm. Còn nếu mọi người thấy em làm sai thì mọi người có thể là bình luận góp ý ở trên đó. Tại vì đây là làm ăn chứ không phải làm bán. Thì trước nhất em sẽ cháy tỏi. Tại vì làm ăn ở nhà thì mình làm ăn liền luôn, mình nấu liền cái mình ăn liền. Còn nếu mình làm bán á, thì mình mua tỏi phi sẵn, mình khỏi cần bị cháy. Hả? Thì em sẽ cháy tỏi lên như vậy, cho nó vàng lên, cho nó thơm. Rồi xong quay qua thì thịt này hồi nãy á, thì em cũng nghe cái sự mà mấy anh chị mua bán á, nó trụng nước á, thì làm nó không bị đen. Thật ra là mình làm ăn á, thì đen nó cũng không sao. Bữa nay em mua cái gì ta? Em mua cái đùi heo với lại sườn heo. Em bồi bổ mấy đứa nhân viên này vì tháng nắng nóng quá, kiểu như nó hơi mệt mỏi á. Đó cho nên là phải làm cho nó ăn để cho nó có sức. Rồi xong bắt đầu cái mình ăn chung nhau luôn vui vẻ, khỏi đi mua, đỡ tốn tiền. Nói chung ra là em làm hơi màu mè tí xíu, nhưng mà em làm là sẽ ăn được, tại vì em nấu hoài à. Ở đây là em nấu không á. Đây là hạt niêm của Thái nè, em cho vô đây là cỡ 2 giá. Hạt niêm này là 3 trong 1, vừa ngọt mà vừa mặn mà vừa có bột ngọt luôn. Đó, nó ngọt ngọt mặn mặn đó nha mọi người nha. Thì cái này là Thi mua bên Thái về Thi nấu tâm dâm. Em cho tiêu là chút nữa là ăn là khỏi rứa tiêu đó, làm liền ăn chút nữa ăn luôn. Tại vì nhân viên em đây nó cũng dễ lắm, nó đói cái nó vô nó múc ăn à. Cho nên cũng tiện lợi, tiêu. Và kế tiếp nữa em sẽ cho nước tương nha. Tại vì ở Việt Nam mình nấu nước trong thì không có để nước tương. Nhưng mà em cho nước tương cho nó đục, tại vì bên Thái nó nấu nước tương với lại nước xì yểu. Nước xì dầu á, xì dầu đen á. Nè xì dầu đen nè. Đây là nấu theo kiểu Thái. Nói chung ra là có người người ta nấu người ta không có để cái này nha, nhưng mà em nấu cái này để cho nước nó thay đổi màu lại là màu đen, nó đỡ ngán. Còn nước màu trắng là khi mọi người không để cái nước tương thì nó mới ra màu trắng. Màu trắng cũng được, màu trắng gia vị á, thì cái đó là nấu bán, còn cái này mình làm ăn nha mọi người. Cho nên em xào này cho nó vàng lên tí xíu. Rồi chuẩn bị đi bơm nước thùng nước cho em đi nha. Thì em làm là khác biệt nha, nhưng mà mọi người thông cảm đi, tại vì em ăn cái kiểu của em. Còn mấy anh chị ăn kiểu nào đó thì mấy anh chị cứ làm vui vẻ đó. Rồi quay qua một kế tiếp nữa thì em sẽ cho đường thốt nốt. Em sẽ cho đường thốt nốt vô nha. Đó, đường cát cũng được, đường thốt nốt cũng được. Nhưng mà có đường thốt nốt tại vì mình đi Campuchia hoài nè. Mình mua mình có bán luôn, ở nhà có bán. Đó, cho một cục đường thốt nốt vô, ngọt ngọt nhẹ nhẹ, không có ngọt gắt. Đó, cho em thùng nước, đi bơm nước cho em. Đây nha, đường thốt nốt. Nấu này là nấu thập cẩm luôn á. Thì nghĩ lại trên đây chắc mọi người chửi thì chấn động à. Nhưng mà ăn ngon nha, lúc nào nấu ăn cũng sạch hết trơn á. Nhưng mà có một cái nữa vậy nè, gồm có lá dứa nữa nhưng mà không có lá dứa. Mọi người nấu nước lẩu mọi người để lá dứa vô nó ngon dữ lắm. Dứa không sạch nè bà. Rồi. Đây. Em sẽ cho vàng cái miếng thịt cho nó tan đều hòa quyện với nhau với tất cả các gia vị, chút nữa mình sẽ thêm thêm. Mình có thể để rau vô thêm nha, ăn với giá. Khi mọi người nấu nước ra thì nó hơi ra màu nâu. Rồi đổ nước vô đi. Nó ra màu nâu nha mấy anh chị. Đây. Khi mình hầm thì nó ra màu nâu. Đó. Nhưng mà ăn ngon lắm nha. Có lá dứa vô nữa thơm dữ lắm. Tại vì làm rồi mới làm nữa. Nhưng mà nấu bán thì kiểu gì thì người ta không ăn đâu. Tại vì nấu bán là phải mọi người nấu là nấu màu trắng, nước phải trong. Bây giờ mình nấu cho sôi tí nữa là mình sẽ có nuôi hầm giò heo mình ăn. Đó, năm nuôi trên năm. Nuôi bây giờ em sẽ luộc lên nha. Thì công đoạn ngày hôm nay em sẽ nấu súp cho nhân viên em ăn mỗi ngày. Thật ra là ở đây là Thi nấu mỗi ngày, nấu đổi kiểu hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, mì hoài à. Để ăn lấy sức, ăn chung kèm với trứng gà non nữa. Trứng gà mọi người đập vô một cái là nhức nách luôn. Nuôi này mọi người phải ngâm nha. Phải ngâm như vậy rồi mọi người mới luộc. Đó. Hiện tí nữa người tô tô ăn là xong, là no một cuộc sống của mình, là một ngày trôi qua. Thôi bây giờ em cũng tranh thủ đi ra ngoài, thì nước này nó chuẩn bị sôi. Thì em đi ra ngoài với em chuẩn bị em đâm gỏi cho khách hàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mấy bữa nay khách hàng mua trên app là nhiều. App Grab, Shopee Food. Tại vì phía sau người ta có tiền, người ta nằm tại nhà, cái người ta mở ngủ máy lạnh á. Khi mà người ta thèm ăn, cái người ta lên search trên mạng, cái người ta đặt hàng về mua luôn. Cho nên cũng tiện lợi. Đây là chồng của em nha, đi học mới về. Anh nhớ em không? Mấy bữa nay anh đi hoài và anh bỏ em. Anh không thương em gì hết trơn á. Cái cưng quá, bữa nay đẹp quá vậy. Bữa nay mặc đồ cái cưng quá à. Mặc đồ dễ thương ghê á. Đây là tương lai, lại này là chồng em. Đó. Là
Thi nghĩ là chắc cỡ 20 năm nữa mới cưới nhau á. Lúc nào mà Thi già Thi đi hết nổi á thì cưới nhau. Dễ thương quá trời luôn rồi. Nhớ em không? Nhớ không? Nhớ mới bữa đến rồi đó. Nhớ mới qua lại nè. Dạ. Yeah. Hôn vợ miếng ơi. Hồi hôn cái gì hôn cái tay gì trời, không hôn thiệt. Ghét ghê vậy, ngồi đi. À, nhìn em giống gái không? Giống gái hay giống bà đề? Người con gái có giọng đàn ông hả? Nói chung ra nói chuyện người ta biết liền ha. Rồi dễ thương quá ha. Ước gì có trai gặt mà thương Thi, đến với Thi một tối đêm nay cho tàn màn hình luôn, cho tá quả tâm tư luôn vì đang nóng quá. Dễ thương quá, cảm ơn mấy anh nha. Chúc mấy anh ăn ngon miệng ạ. À. Cảm ơn nhiều. Rồi sau đây được trai đẹp ghẹo giờ đỡ mệt luôn. Đang nóng đang nực nữa muốn đi tắm. Nhưng mà gặp được trai đẹp có đầu cái muốn đi khỏi đi tắm luôn, nó mát luôn. Trai đẹp giống như là một gió luồng mưa vậy đó, tưới cho em vậy đó mát. Quay qua không gian ngày hôm nay á thì hiện tại là Thi đang đứng là trên con đường An Dương Vương là ở nhà Thi. Nhưng mà có một cái là mọi người thấy không ạ, mấy bữa nay hơi vắng lắm. Cái đường á vắng ve à, giờ người ta đóng cửa quá trời luôn nè, đây nè. Ta bán quán mà người ta cũng dẹp cửa hết trơn, còn bên kia cũng vắng luôn. Nói chung ra là Thi chia sẻ này là Thi chia sẻ thôi. Nhưng mọi người nhớ nha, đặt app Shopee Food tìm kiếm Thi Thi gọi đủ ship cắt quận thành phố Hồ Chí Minh. Cho chị hỏi tí xíu anh. Em làm Shopee Food này lâu chưa? Nửa năm rồi. Nửa năm rồi, cho chị hỏi trong vòng một tháng nay á, nửa tháng nay em thấy nóng không? Nóng chị. Nóng không? Nhưng mà khi mà nóng quá rồi bắt đầu cái em ship hàng ít hay nhiều? Vắng không? Đông, lượng khách cũng khá là đông. Khá đông hơn phải không? Khá đông. Người ta ngại ra đường vì nóng quá, cho nên người ta đặt trên app Shopee Food. Vậy là bữa nay ship đơn nhà em được mấy lần rồi? Vậy hả? Dễ thương quá. Thôi cảm ơn nhiều nha. Dạ, thì biết sao không? Thấy tình hình nóng mấy bữa nay bán ế. Dạ. Cho nên thấy anh để hỏi thăm vậy đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Thật ra là như vậy nè, thời tiết cũng nóng quá. Shopee thì cũng có người biết đặt, có người không. Anh chị em mà nhiều khi không biết đặt Shopee là gì á, cho nên là cũng khó. Với lại ai mà xem chương trình á mới biết là đặt hàng trên app Gap Shopee Food này nọ. Nhưng mà còn những ai không xem chương trình thì không biết. Về khách hàng đến ăn gỏi bữa nay thì tất cả anh chị em hay nói gì nè, tại vì hết thời nó bán ế không phải đâu, ế nhiều lắm, người ta sang quán rất là nhiều luôn. Mọi người nghe Thi nói gì là mọi người phải thương người bán hơn. Đây nè, bây giờ những mấy cô nè đến từ tỉnh nè, phải không cô? Đó, lớn tuổi rồi cũng yêu mến Thi nè. Bởi vì nhiều khi Thi về Bình Dương cái Thi không biết mấy cô này đi có được không nữa. Rồi cô đến từ đâu? Gò Giáp hả? Đi xe hơi xuống đây phải không cô? Nóng không cô? Nóng hả? Ồ, mấy cô đến từ Gò Giáp. Nhưng mà mọi người xem á thì mọi người chia sẻ ra cái live stream hoặc là giống như chia sẻ ra cái kênh YouTube của Thi này nè, để biết được một cái thông tin địa chỉ để mình đến mình ăn. Và mọi người xem Thi mỗi ngày á, có biết là ngày Thi nghỉ, ngày Thi bán, ngày Thi ngưng hoạt động, để mọi người dễ tìm hiểu, dễ biết hơn. Có nhiều khi Thi đi đâu là Thi cũng phải thông báo liền cho tất cả anh chị em mình, để tất cả anh chị em mình đến á, từ nơi xa mà đến mà Thi không mở quán thì mọi người cũng hơi buồn. Thì cho nên Thi không muốn ai buồn, nhưng mà Thi có một mình on à, phục vụ nó không xuể. Dù muốn bán ở đây, muốn bán ở kia thì mình nên phục vụ đâu được đâu. Mọi người cũng thông cảm nha, vui vẻ nha. Thôi bây giờ Thi quay qua không gian nha, kêu ra ăn chứ ông xã. Mà anh chịu em không? Ok. Được không? Được. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Mà lem. Mà lem kìa. Sao anh mà lem quá trời vậy, ghét quá vậy. Trời ơi, có chơi bà lưu không mà biết mà lem vậy? Hả? Chơi bà lưu không mà biết mà lem? Không. Tinder được không? Hả? Chơi Tinder hả? Được. Ủa, được quá vậy. Biết mà lem là chơi Tinder luôn kìa, vui vẻ kìa. Bà ngoại bà cười hoài kìa. Nghe bà biết rồi đó. Đây là Diễm Hương. Diễm Hương nói vậy nè, sang năm lấy vợ. Diễm Hương nói với ba má bán miếng đất đi lấy vợ. Mọi người ủng hộ Diễm Hương lấy vợ không? Diễm Hương định lấy vợ đó. Cũng vui. Anh Đô, Diễm Hương đòi lấy vợ kìa, sang năm vui không? Đi đám cưới không? Lấy hết lương tháng đi đám cưới nha. Đi hết tháng. Hùng đi đám cưới Diễm Hương không? Lấy hết tiền lương đi luôn hả? Sim la đi không? Vậy hả? Làm gì? Làm cô giáo phụ. Bé heo đi đám cưới Diễm Hương không? Đi hả? Nghe Diễm Hương lấy vợ hết hồn không? Hết hồn luôn. Đây là cái mắm rút trộn gỏi, mọi người có thể xào thịt ba gọi cũng được. Còn cái này nó có ba gọi sẵn luôn. Cái này có thịt ba gọi nha, để mình ăn cơm luôn, mình khỏi cần nêm nếm gì hết trơn, nó vừa luôn. Còn cái này á là mọi người mua về là chế biến đâm gỏi nè. Rồi mọi người mua thịt về mọi người xào thì nó cũng y chang cái này. Đó. Mua nào cũng được nha, này 160, này 200. Nhận ship các tỉnh luôn. Có vài chục củ kiệu nè, củ kiệu còn có mấy trường hợp là hết rồi. Củ kiệu ngâm chua ngọt.
Ba Khía không? Đây là cái nơi lấy hàng shipper nha, mấy anh shipper lấy hàng kiểm tra đơn rồi mình đi về nha, để không đủ đơn này nọ, thiếu đơn. Em sẽ ăn mắm ruốc xào thịt ba gọi. Tại vì cái mắm ruốc này á là khi tất cả anh chị em mình thưởng thức á thì nó cũng tiện lợi lắm. Bây giờ vừa ăn mà vừa uống trà tắc nha, nó ngon. Mấy bữa nay á cái chi nhánh Tây Ninh á cũng chia sẻ cho tất cả anh chị em mình luôn. Ở Tây Ninh á là đổi địa điểm mới rồi, cách cỡ một cây số từ ở quán Chảng Bàng, nó đi lên một tí xíu, địa điểm mới để xe hơi được, mát mẻ, ngồi đã lắm. Thì mọi người nhớ nha, sắp tới mọi người đi xuống dưới mọi người ăn á Tây Ninh á, ở Chảng Bàng đổi gì nghĩa trang liệt sĩ đi chạy lên tí xíu nó có cái quán Thi Thi rồi. Chân gà rút xương này á mọi người mua về mọi người để tủ đông ăn được 7 ngày, còn để tủ mát ăn được 4 ngày nè, nó mát mát lạnh lạnh đây nha. Nè mọi người mua về chấm muối tiêu xanh, muối tiêu đó, còn mua về thì được muối tiêu hoặc là muối ớt thôi đó, 115.000 nha mọi người, thơm lắm, ngon lắm luôn. Mua về nhậu bao mà nhậu bao ngon. Mọi người mua về mọi người nhậu nha, đừng quên mình nhậu á, nhậu ăn nó đã lắm, nhậu mình đãi khách ăn. Bò viên sốt nước chấm Thái nè mà em bán nè, mọi người nhớ đến ủng hộ nha, mọi người quên bò viên. Thì sau đây chương trình ngày hôm nay quán gỏi đu đủ Thi Thi đã kết thúc. Chương trình thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý bà con cô bác luôn luôn yêu mến. Nếu cái điều đó sai sót thì có thể góp ý và chia sẻ giùm Thi Thi nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Thi Thi vào clip ngày mai.